mến chào quý cô chú quý anh chị nha. Thì hôm nay Út Hà cũng gặp vợ chồng Long Phụng ở trên công viên, mới dẫn đi ăn cháo cá xong giờ đi uống nước xong chia tay. Dạ. Cùng chào khán giả coi. Ai con bị bệnh hả? Cảm hả? Cảm hả? Thôi bắt sáng uống rồi lúc tối không sao không uống chắc sáng sáng thuốc đó đâu buồn ngủ đâu sáng không uống chắc sáng cái tối sáng uống tới trưa tới 10 giờ quay còn phải nói kính chào quý cô chú và quý anh chị. Lời nói đầu tiên vợ chồng Long Phụng mến chúc quý cô chú và anh chị thật nhiều sức khỏe. Mình phải chào vậy chứ để thôi khán giả người ta bình luận, ta nói cưng làm YouTube cưng không có nói chuyện, đúng không? Rồi mình quay đời thường cũng được, ví dụ như nhỏ này nó rửa chén dành đồ nó cơm rồi đó quay vô, hay là bữa nay Phụng giỏi quá, Phụng đi bán vé số quay vô, người ta coi hết á. Đang lên TikTok mấy ngàn người coi. TikTok chừng nào lãnh tiền, cái này bạc kinh mới lãnh tiền mà không chịu làm. Hiểu không làm đó. TikTok lâu lãnh tiền lắm. Mình dùm là mình quay mình chỉ để mình tạm mình cho nó quay tạm thời thôi, chưa có bạc tiền được. Thì chưa bạc mình cũng phải nói cho nó quen cái miệng. Rồi thì hôm nay Út Hà cũng lên chỉnh cái công việc này. Trước tiên thì có cái cô ở quận 9 á, có gửi cho bé Phụng quận 9 có con số điện thoại 3 số cuối là 577, cô giấu tên. Có gửi cho em Phụng tiền là cô nói là Út Hà giữ để cho Phụng mua đồ ăn cho Long Phụng ăn như đi đâu gì đó trả tiền. Nhưng mà mỗi lần hai đứa đi đâu là Út Hà đã bao trả tiền hết rồi, cho nên là cái số tiền đó Út Hà sẽ chia ra làm hai lần cô đó 1 triệu. Bây giờ Út Hà sẽ đưa cho Phụng Long Phụng là 500 ngàn, còn lại 500 ngàn là cô nói là để lần sau gặp nhau đưa tiếp, tại vì tiền là cô để cho để ăn thôi. Cô kêu Út Hà giữ là để dẫn tụi cưng đi đâu là ăn uống, nhưng mà đi đâu có mẹ là mẹ đã bao hết rồi, hiểu không? Đây là 500 của cô Mạnh Thường Quân ở quận 9. Ở quận 9 có số điện thoại 3 số cuối là 577. Ừ. Chồng không vậy? Không, chồng lấy lâu giờ. Chồng lấy lâu giờ phải chỉ chồng với lấy lâu mới đi xe ôm lên rồi kỳ trận. Có thịt nè. Sao mỗi lần chia hai mà kìa. Cầm phải chia hai tấm cho chồng. Hai tấm rưỡi mới được. Hai tấm rưỡi không? Có rồi. Có rồi. Có rồi. Có rồi. Có rồi. Bây giờ tiền trăm rưỡi để dành cái gì đó. Tiền này nè, tính tiền này nè. Bây giờ chia hai tờ đi. Ba ở cái giữa. Tại không có tiền lẻ chia hai tờ đi. Chia kỹ chơi. Không. Chờ chia hai mỗi rưỡi rồi đó. Thế là ông giữ của nó 150 đúng không? Có đồng thời 150 đó mình biểu duyên, cái này là mình chia cái này. À 250 nè. Hồi lần còn chia bây giờ dứt nghĩa chia luôn rồi. Chứ cứ chứ anh không có vợ mà. Biết giữ vậy chứ dễ cũng đưa cưng hết chứ gì. Không đưa luôn á. Bao nhiêu lần kia nó đưa hết trơn á. Lần đưa vợ nghĩ đưa luôn rồi.
khó nha. Số mình số trả người ta cho thì còn chia nhiêu còn chia hai, còn bây giờ biết chia luôn. Khóc ơi, khóc đi Vân ơi. Cái em gửi đây, cưa anh gửi cho. Em gửi gì? Cái em gửi đây, mà anh gửi anh à. Gửi đây. Cầm vô đó, cầm vô, cầm gửi kìa. Nói hẳn nha. Vụ đó là tiền là vợ chồng Út Hà không biết nha. Nhưng mà ba thấy á, con phải đưa cho chồng á. Thì nó đưa kìa ông ơi, một hỏi đưa giờ ông nói hoài. Nó giữ bà hộp đó, giữ bà hộp tao bị gớt tiêu hết mấy trăm ngàn rồi đó. Đại quá. Nói cái vụ bà hộp mới nhớ. Dạ Út Hà nói luôn, để ở trên YouTube, mấy cái kênh YouTube kia nó nói là mất tiền ở nhà mẹ Hà. Thực sự ra là mẹ cho con rất là nhiều, chưa bao giờ mẹ tính toán với con. Cái số tiền bữa hổm đi trên núi, người ta cho con 500, mẹ đưa thì con đã đưa cho chồng giữ. Cô Mai cho con lần 200 hai lần, con cũng đưa cho chồng. Rồi, thêm cái gì nữa ta? Cô Mai cho một 200 lần đô. 200 đô, con cũng đưa Long giữ luôn, đúng không? Đó con à. Rồi ở trong cái bóp, ở trong cái bóp tiền bán vé số mẹ đếm là 700 gửi. Mẹ nói sao tiền vé số tới 840, tại mẹ lấy số cho con. Mẹ biết 840 thôi, còn 750 con nói là cắt dây đồng hồ với mua đồ ăn, mua ba cái cuốn cuốn gì đó. Mẹ nói thôi kệ đi, thì bán tiền lời thì cứ ăn. 750 lúc đó con mới lấy 500 ngàn giấy 500 con đưa cho chồng con giữ luôn. Thì trong bóp đó còn có 250 à. Hụn với thằng Long nghe Út nói nè. Ở trong bóp là còn có 250 à. Mà con đi ra con quải bóp, con đi về con với Trúc Ly đi cách xa không biết, chứ không có bao giờ bỏ quên ở nhà mẹ, nhớ không? Ba đi kiếm chết luôn. Ba đi kiếm trong cái bóp đó có 250 à. Mà mẹ tuyên bố một câu, nếu con có bỏ quên lại dù 25 triệu giờ cũng của con, vẫn còn của con. Mẹ không bao giờ làm cái chuyện sái quái như vậy. Ấy phải về trên cộng đồng mạng á, nói lầm dập cái gì. Còn như thằng Long cũng vậy đó. Cưng thấy có bao giờ Út Hà lại gặn Út Hà suối hai đứa chống đối mẹ không? Có bao giờ suối đâu? Suối con nhỏ này kêu nín nhịn mẹ không à. Mà ở trên đó mẹ Long hiểu lầm Út Hà, nói là Út Hà suối hai đứa bay đồ này nọ. Thực chất là Út Hà chưa bao giờ suối thằng bậy thằng bạ. Xuống như vậy làm gì cho lận phụng nó khổ, chứ làm gì ai xuống. Ta xuống cho nó ngoan đừng cho bả thương nó, chứ xuống cho bả ghét chi. Ly bãi hả? Hồi nó chảy hết trơn. Hồi nó chảy hết luôn. Ủa cái tivi chà bá luôn ha. Tivi đó coi đó banh xuống ha. Rồi giờ gia đình thuận hảo chưa? Im chưa? Chưa đâu, tạm thời. Chưa nữa hả? Tạm thời. Tạm thời thì nói với Phụng là mẹ có nói gì đó thì làm thinh. Vậy đó. Mẹ nói thì làm thinh lại đi, nam mô Di Phật cho nó im hết đi. Nha, để cho vợ chồng hạnh phúc là mấy được vui. Bữa nãy ngồi cháu nãy nói là bậy vậy đó. Coi cái nào bậy thì con á. Con á, con không có thể xa chồng con được, mẹ thấy rõ ràng, cho nên là cái gì cũng phải nín nhịn, hiểu không con? Để dây thấy dây bởi vì lúc nãy nói cũng phạm đến tới bà ông bà thôi bỏ đi, tự nhiên mình nói chi. Thôi, đừng có nói gì nữa, cho nó vui vẻ. Có đâu? Có đâu? Hai chồng tự cãi cái máy của Long có đang quay nữa. Có đâu? Vui vẻ. Cái tay còn lia lẻ chứ. Cái tay nựng chồng mà nựng mạnh tay không à. Uống cái gì mà bà làm cái này cho ông Hồng uống nổi ngọt muốn chết luôn. Món cầu cái gì? Không phải trái sa bô. Thử rồi nhìn món cầu chứ. Cái trái đó ngọt.
rồi sữa ngọt nữa, rồi thêm cái gì ngọt nữa, rồi cái nó uống không nổi, quá ngọt luôn. Vậy à, tay nè. Nó mới lấy vé số rồi, phụ mua giúp nó. Ngày mai bữa vậy á, vậy thì coi cái máy làm rồi sáng không chị? Rồi sáng. Để ra đi. Sáng theo của nó thôi chứ không có sáng bằng của út được. Của út mà nó đỏ. Hả? Về quê không? Về quê đâu? Phải như vậy. Phải à? Ờ. Ngày mai. Bữa nay mốt lận. Mốt lấy nhiều nhiều chút. Cây á. Mốt á. Cây đó. Ừ, lấy nguyên một cây luôn á. Cái này là bữa thứ bảy rồi nghe, bữa ngày lông lấy ngày lông. Mà hồi nãy lấy nhiêu tờ? Cây gì? Lấy nguyên cây luôn hả? 900 ngàn phải không? Trả tiền ra 900 hả? 900 hay là biết đâu. Không có biết gì trơn đó thấy không? Tiền ít ít thì biết chứ nhiều là không biết luôn á. Một cây nó 42 lần mốt qua, một cây nó 120 lần. Một cây là 1.800.000, đúng rồi. Đúng không? Là 120 tờ. Rồi hai vợ chồng đi bán được không ha? Ba mẹ lên bán tiếp. Đi đâu có to không gỡ được anh Hùng cái miệng cái thùng. Có miệng anh Hùng vô. Có cái miệng anh Hùng miền Tây mới xử nổi 120 tờ đó. Bây giờ á là tới bữa đó á, năm ngày á là mình bán trước mớ rồi tối mình bán mớ. Không sao đâu, bữa đó nó bán số trúng rồi nên chảnh bán lại được à. Tại bữa đó quận bán số không phải không heo nhưng mà nè ngày mai mình đi Kiên Giang mốt về là mốt là thứ bảy sáng ăn cơm rồi phải tốc hành về mới lên đây mới kẹp đừng bán chợ đêm với nó có gì mà bao qua ngay chợ đêm luôn mà đi được ừ. Là mới kẹp nổi trời. Ngày mai đi cờ sáng đi cờ đỏ chiều đi miệt thứ sáng mốt ăn cơm rồi rút về đi quay với mời mới đi mơ về nè nó gửi lời thăm vợ chồng anh Long Phụng đó tại vì ở dưới Vĩnh Long tới nay mới về đó rồi coi sao ổn thì đi qua bên Uber mưa xuống đi thì bây giờ mình làm YouTube á là mình phải đi quay nhiều hoàn cảnh vô mới người ta mới coi không chán chị, mà cái đợt mà lên trên núi quay là ba ngàn mấy sụp còn nữa nè thì tại vì biết sao không những người ta hiểu lầm ta nói cưng là người bất hiếu thì người ta ghét ta nghỉ đăng ký ta quỷ đăng ký bây giờ nó sụp còn hơn nữa ờ thì tại vì cái đó là do như thế nào trong gia đình nó cưng là người bất hiếu đó thì người ta sụp đăng ký lại mai mốt người ta hiểu được thì người ta đăng ký lại chứ gì đâu heo mang anh Hùng rót cho Út Hà ca nước lạnh ơi rồi đãi Minh Hùng cái này nè ngọt quá không nổi ơi sao thoát ra rồi kìa nè đầy ấy nữa rồi đó nè. Bấm vô chữ ok cho nó vô hẻ nhớ đi nói ơi